Một trong những thông tin được lan tỏa trên mạng Internet những ngày đây được mọi người biết đến nhiều nhất có lẽ chính là những bài báo viết về công dụng chữa ung thư của quả mãng cầu xiêm. Ngay sau khi được đăng tải thì nó đã tạo ra một hiệu ứng trong xã hội, mà bằng chứng rõ ràng nhất là người dân đã đổ xô đi mua loại quả này. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Các chuyên gia Đông Tây Y đánh giá sao về thông tin này? Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi. Mới vào đầu giờ sáng, sạp bán mãng cầu xiêm ở chợ đầu mối phía Nam thành phố Hà Nội đã chỉ còn lại vài quả vừa xanh vừa sâu mã. Vậy mà những người phụ nữ này cũng cố vớt vát mua cho bằng được. Méo mó có hơn không, như thể họ đang cố giành lấy một loại thần dược để phòng và chữa ung thư. Con gái tôi nó cứ xem ở trên mạng, trên internet đấy. Nó bảo là mãng cầu chữa được ung thư, cho nên tôi suốt một tuần nay, hơn tuần nay tôi cứ đi tìm mua mãng cầu. Đợt này đắt hàng lắm bởi vì là người ta nói là chữa bệnh, các loại bệnh ung thư. Nguyên nhân khiến người dân đổ xô đi mua mãng cầu xiêm không gì khác chính là những bài viết này. Từ một trang tạp chí của Hàn Quốc, thông tin đã được sao chép lại trên nhiều trang mạng và nó nhanh chóng được chuyển ngữ sang tiếng Việt. Không giống như thông tin về các công trình nghiên cứu khác, lần này bài báo gây sự chú ý của độc giả bởi các số liệu gây bất ngờ, như nước ép quả mãng cầu có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư cao hơn gấp 10.000 lần so với liệu pháp hóa trị mà không hề làm hại các tế bào khỏe mạnh và không có tác dụng phụ, đặc biệt là nhấn mạnh vào yếu tố bí mật của công trình khoa học. Tuy nhiên, các chuyên gia đầu ngành về điều trị ung thư ở nước ta lại đánh giá đây chỉ là những thông tin rất bình thường và chưa được chứng thực. Mỹ đang nghiên cứu từ năm 76 và kết thúc vào khoảng năm 90. 20 viện nghiên cứu độc lập cũng nghiên cứu là nó có thể chữa được ung thư. Nhưng nó có thể thì cái gì chả có thể. Cái có thể cũng phải là không có thể. Không có thể là có thể. Và kết quả là thế nào? Kết quả là bây giờ thì không được công nhận bất kỳ một sản phẩm nào. Còn các chuyên gia về y học cổ truyền thì khẳng định y văn cổ chưa bao giờ đề cập đến công dụng chữa ung thư của loại quả này. Không chỉ khiến dư luận ngộ nhận, thông tin mãng cầu xiêm chữa ung thư còn có thể khiến người bệnh bỏ qua giai đoạn vàng của lộ trình điều trị. Sai lầm ở cái chỗ là làm cho dân người ta huyễn hoặc mà, cả tin mà. Thế thì huyễn hoặc quả tin ấy thì sẽ phải trả giá bởi vì sự chậm trễ trong điều trị đối với ung thư. Bị ung thư rồi, dùng cái này mà chữa bệnh thì là cực kỳ nguy hiểm, tôi phải nói như thế. Là cái thời gian vàng của bệnh nhân bị trôi qua một cách rất lãng phí. Bị phát hiện sớm xong lại đi chữa quả mãng cầu xiêm mất độ 5-7 tháng thôi, thế là cái cơ hội để chữa bệnh thì qua mất rồi. Trong bối cảnh căn bệnh ung thư ngày càng phổ biến và đã trở thành nỗi ám ảnh trong cộng đồng thì bất kỳ một thông tin nào đưa ra cũng gây sự chú ý. Còn người dân, khi có ý định ăn uống một loại thực phẩm gì để phòng và chữa bệnh thì việc tham khảo thông tin được chia sẻ trên Internet chưa bao giờ là đủ.